kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tình vì sao cần tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước và để tư nhân tham gia vào các lĩnh vực đặc biệt khái niệm kinh tế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản đây là điều trái ngược hoàn toàn với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo mô hình soviet của các quốc gia cộng sản trong đó các doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên ưu đãi và là động lực của nền kinh tế Ban lãnh đạo việt nam luôn khẳng định việt nam là một quốc gia xã hội chủ nghĩa nhưng mặt khác họ vẫn đề nghị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây công nhận Việt Nam có một kinh tế thị trường. Đây là điều hết sức mâu thuẫn. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Truyền thông nhà nước mới đây đã đồng loạt đưa tin 134 doanh nghiệp nhà nước lỗ hơn 115.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của chính phủ, tính đến cuối năm 2023, 134 doanh nghiệp có vốn nhà nước đã lỗ lũy kế hơn 115.000 tỷ đồng tương đương khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, trong năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là một trong những doanh nghiệp thua lỗ nặng nề nhất với khoản lỗ 26.700 tỷ đồng. Công ty xi măng Việt Nam lỗ 1.000 tỷ đồng. Tổng công ty hàng không Việt Nam lỗ hơn 8.800 tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023. Tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Việt Nam Airlines là âm 8.300 tỷ đồng. Vẫn có một vài doanh nghiệp nhà nước, kinh doanh độc quyền, báo lãi như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lãi gần 56.400 tỷ đồng. Tập đoàn Thang khoáng sản Việt Nam lãi 6.300 tỷ đồng. Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel lãi 46.300 tỷ đồng. Theo thống kê, tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước lên đến hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Nhưng cũng trong năm 2023, các doanh nghiệp nhà nước cũng chỉ đóng góp được hơn 365.500 tỷ đồng vào ngân sách. Đây là con số lợi nhuận quá kiêm tốn, cũng như hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong nền kinh tế thị trường, có một nguyên tắc rất quan trọng cần phải được áp dụng triệt để, đó là lĩnh vực nào tư nhân đảm trách được thì các doanh nghiệp nhà nước sẽ không tham gia và tất cả các doanh nghiệp nhà nước phải được cổ phần hóa để đảm bảo kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao hàng loạt các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam kinh doanh lỗ lã triền miên trong nhiều năm nhưng không có doanh nghiệp nào tuyên bố phá sản. Ngược lại, lãnh đạo của các doanh nghiệp này vẫn giàu lên nhanh chóng mà tập đoàn điện lực Việt Nam EVN là một trong những ví dụ điển hình trong năm 2023, xếp hạng B bói nhất của năm chắc chắn sẽ thuộc về Bộ Công Thương và EVN. Đây là cơ quan đã có nhiều lãnh đạo dính díu đến tham nhũng, bị khởi tổ bắt giam, cũng như bị kỷ luật nhiều nhất. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2023, EVN đã hai lần tăng giá điện, với tổng mức tăng là 7,5%. Việc tăng giá không minh bạch, vô tội vạ của EVN và Bộ Công Thương làm cho doanh nghiệp và người dân hiện đang khó khăn lại càng khó khăn hơn. Và đây là hình cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh. Tại sao đảng và nhà nước không cho cổ phần hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và từ bỏ độc quyền lĩnh vực kinh doanh điện? Câu trả lời là vì đây là một chủ trương lớn của đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu, họ luôn duy trì EVN như một con ngáo ợp. Đồng thời, sử dụng EVN như một thứ bung sung với mục đích để trút hết mọi lỗ lã vào việc tăng giá điện, buộc người dân phải gánh chịu thay cho nhà nước. Vì vậy, Tổng chỉ huy nhóm lợi ích của ngành điện lực không ai khác là Cụ trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, mặc dù đã có những biểu hiện tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích trục lợi, nhưng vẫn không bị xử lý và bình an vô sự. Theo giới chuyên gia, để công cuộc cải cách thành công, Chính phủ Việt Nam cần cho tư nhân hóa ngay lập tức các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cho phép tư nhân tham gia vào các lĩnh vực đặc biệt để tăng tính cạnh tranh. Đây là điều tiên quyết và nó sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao cần tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước và để tư nhân tham gia vào các lĩnh vực đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dữ liệu hoàn vốn và giá vé của đường sắt cao tốc cho thấy bất khả thi. Ngày 9 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay, hai chuyên gia các con số về hoàn vốn, giá vé của dự án đường sắt cao tốc Việt Nam khó khả thi. Theo đó, chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy để quốc hội duyệt dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá gần 70 tỷ đô la. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết một số tờ báo Việt Nam đưa tin ngày 7 tháng 10 trích thông báo của Thường trực Chính phủ cho hay Chính phủ dự kiến sẽ nộp tờ trình tới Quốc hội về dự án đường sắt cao tốc chậm nhất là vào ngày 20 tháng 10. Chính phủ xác định đây là công trình đặc biệt quan trọng đối với phát triển đất nước và đề nghị các bộ, ngành quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để triển khai thực hiện. Theo VOA, trước đó báo chí dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải mô tả rằng dự án đường sắt cao tốc chạy qua 23 ga ở 20 tỉnh, thành phố có độ dài khoảng 1.541 km và tốc độ tàu chạy tối đa lên đến 350 km h với vốn đầu tư là 67,34 tỷ đô la. Một thứ trưởng của bộ này nói rằng dự án sẽ được bố trí vốn trong khoảng 12 năm, mỗi năm bình quân khoảng 5,6 tỷ đô la nằm trong khả năng đầu tư công của Việt Nam. VOA dẫn hai trang tin VN Economy và VOV Giao thông cho biết, Bộ Giao thông Vận tải công bố ngày 1 tháng 10. Theo đó, các tính toán cho thấy, thời gian hoàn vốn của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam là khoảng 17 năm, với nguồn thu từ quỹ đất khi phát triển các khu đô thị, khu thương mại, hứa hẹn đem lại hàng tỷ đô la, nhưng nguồn thu từ giá vé khó có thể bù đắp chi phí cũng bộ này công bố giá vé dự kiến của tuyến là 6,9 triệu đồng cho hạng nhất, 2,9 triệu đồng cho hạng hai và 1,7 triệu đồng cho hạng ba. VOA dẫn nhận định của một chuyên gia cho rằng về chiến lược kinh doanh dường như Việt Nam tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc khi đặt ra giá vé tàu rẻ hơn vé máy bay để có tính cạnh tranh. Và đây là hình dự kiến về đường sắt tốc độ cao của Việt Nam trên trang KWF. Chuyên gia này phân tích rằng các tuyến tàu của Trung Quốc đã được chính phủ trợ giá, nhưng rốt cuộc sự trợ giá đó cũng không đủ và các hãng vận hành vẫn phải tăng giá vé hàng chục phần trăm sau một số năm, với hệ quả là các tuyến tàu bị giảm tính cạnh tranh so với hàng không. VOA cũng cho biết, việc nhiều tuyến đường sắt cao tốc của Trung Quốc phải tăng mạnh giá vé đã được nhiều báo đài quốc tế đưa tin trong những tháng gần đây. Theo đó, hãng vận hành đường sắt cao tốc Trung Quốc chịu gánh nặng nợ nần lên đến gần 860 tỷ đô la tính đến cuối năm 2023. Đây là điều mà Việt Nam sẽ phải đối mặt, vì chuyên gia dự báo và nói thêm rằng giá vé bằng 75% vé máy bay kết hợp với lượng hành khách liệu có đủ để trang trải các chi phí vận hành rất lớn và bắt buộc phải trả sau đấy là các chi phí khấu trừ và lãi vay hay không. Dự án thế này, cho dù Việt Nam muốn tự lực, nhà nước vẫn phải phát hành trái phiếu hay vay các ngân hàng trong nước, tức là vẫn phải trả lãi vay, vị chuyên gia lưu ý. VOA cũng dẫn bình luận của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, dự báo sau 17 năm, dự án sẽ hoàn vốn là rất lạc quan. Theo ông, tôi nghĩ nó kéo dài nhiều năm hơn, sẽ kéo dài rất lâu. Tôi nghĩ rằng có thể nhà nước phải chịu lỗ trong hàng chục năm. Xét đến thực trạng, hầu hết các đại dự án trước đây của Việt Nam đều bị chậm tiến độ đáng kể và độ vốn nghiêm trọng Vị chuyên gia cảnh báo: Tôi sợ rằng với cách thức quản lý của Việt Nam, chi phí đầu tư nhiều khả năng tăng lên 1,2 hoặc 1,5 lần, thậm chí còn cao hơn thành 90 đến 100 tỷ đô la. Vẫn theo VOA, hai chuyên gia trên cho rằng nhà nước và đặc biệt là người dân cần cân nhắc cả những yếu tố kể trên để xác định có sẵn sàng chấp nhận hay không việc chi số tiền khổng lồ từ ngân sách để trợ giá cho một dự án tốn kém và dài hạn như vậy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dữ liệu hoàn vốn và giá vé của đường sắt cao tốc cho thấy bất khả thi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.